video test cái Kawasaki thứ tư. Hiện tại còn 3 cái, nhưng mà một cái khách đã lấy rồi nha, khách đã cọc rồi, còn 2 cái nha. Hết cái dòng 3,1 kW này, mình sẽ đem cái dòng 4,2 kW về nha. Ok, đây cũng là video test cho anh. Thì hàng đi lúc luôn luôn test, sau này về khỏi nhiều khi khỏi tranh chấp cãi cọ nha. Anh nghe thắng không? Thắng nó nhảy không? Khóa cứng nha. Thắng nhảy nè. Thắng nhảy nè. Thắng mở nè, thấy quay không? Ok, thắng ok nha. Tiếp theo anh sẽ test cái 3 dây 3 pha. Nhớt văng. Chứ đây mình có cái hộp á, mình ụp vào quay cho nó văng hết nhớt, nhưng mà cái hộp mà mình bỏ rồi. Ok nha, quay cực kỳ êm, tua nhanh nha. Cái này thì không tính nha các bạn, đừng có nhìn cái này nha, nhìn cái cốt nè, cái này nó chỉ quay theo thôi, nó quay không đúng tốc độ. Nhiều khi trong video thì nhìn không có nhanh bằng ở ngoài nha. Quay cực kỳ êm, hàng này hàng như mới. Và ưu tiên đổi cho anh cái jack luôn nha. Thì khách sau thì cái jack nó ngắn thì mình hàng ra, mình lười hàng quá. Ok, đây cũng là video test cho anh. Thì bây giờ cái này bán cực kỳ ưu đãi luôn á, 3,1 kW mà giá trước đây á nha, bán tầm khoảng 2,4 triệu, nhưng mà giờ mình bán cho anh này 2 triệu, giá rất là thoải mái. Bán nhanh lô này để mình lấy lô tiếp theo 4,2 kW về. Ok, cảm ơn anh ủng hộ shop nha.